đám cưới vắng cô dâu, chú rể vì bận đi làm ở Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hôn lễ vắng mặt cả hai nhân vật chính, trong khi đó số khác lại bày tỏ sự đồng cảm và khích lệ tổ chức đám cưới theo kiểu mới. Một đám cưới ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi cả cô dâu và chú rể đều vắng mặt trong ngày trọng đại của họ. Hôn lễ này được diễn ra vào giữa tháng 4, 2023 ở tỉnh Hà Nam. Sau khi bố mẹ nhà gái đọc bài phát biểu cảm ơn những quan khách trong hội trường, đôi uyên ương vẫn không xuất hiện, ra video đưa tin. Dấu hiệu duy nhất thể hiện cả hai đã kết hôn là những bức ảnh được chụp trước lễ cưới và chiếu trên màn hình lớn trên sân khấu. Chắc tôi đang tham dự một đám cưới theo kiểu mới. Đại diện bên phía cô dâu chỉ nói khoảng 20 giây, mời khách thưởng thức bữa tiệc. Sau đó, chúng tôi bắt đầu dùng bữa, một vị khách họ Thiên, người quay đoạn video, nói. Thiên cho biết cô dâu đang làm việc ở Bắc Kinh, không thể trở về quê dự tiệc vì mới được thăng tiến gần đây. Tuy nhiên, Thiên nói rằng cô không thấy phiền vì sự thiếu mặt của cặp đôi. Cha tôi tìm một ông chú để uống rượu, còn mẹ tôi rủ người gì nào đó cùng nói chuyện phiếm. Tôi rất thích những món ăn trong buổi tiệc. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ và tận hưởng thời gian riêng. Đám cưới này đơn giản và phù hợp với mọi người. Bạn trẻ nào cũng mong ngày trọng đại của mình được tổ chức như thế này, cô nói thêm. Thế nhưng, không phải ai cũng đồng tình với Thiên khi đất nước tỷ dân là nơi rất coi trọng văn hóa và phong tục cưới hỏi truyền thống. Bên dưới đoạn video, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu và chỉ trích hôn lễ này. Thật vô tư và đáng xấu hổ, một dân mạng nhận xét, cô dâu chú rể chưa nhận được lời chúc tốt đẹp từ họ hàng, bạn bè. Điều mà gia đình hai bên quan tâm dường như chỉ là thu tiền từ khách của họ. Tôi tự hỏi liệu sau này cô dâu có cảm thấy tiếc nuối vì đã không xuất hiện trong đám cưới của mình hay không, người dùng khác bình luận. Một số người xem lại có ý kiến bênh vực đôi uyên ương và cho rằng hình thức cưới hỏi kiểu này cũng không đến nỗi tệ. Cô dâu, chú rể và cha mẹ của họ đã cẩn thận sắp xếp lễ cưới. Các gia đình thường đánh giá cao nó, nhưng khách khứa chỉ để ý đến những món ăn ngon, một người nói. Những năm gần đây, nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đã tổ chức đám cưới theo phong cách cổ xưa, gồm những nghi thức được ghi lại trong văn học và chọn cách ăn mặc, trang điểm giống người Hán. Trong khi đó, số khác không thích một buổi lễ thông thường với hàng trăm khách mời và thay thế bằng cách để ngày vui diễn ra trên đồng cỏ, trong rừng hoặc bên hồ với một vài người thân, bạn bè được chọn lọc, theo SCMP.